ai buồn cũng thầm tòa kêu ra kêu an anh người năm. Tôi của anh mà tuy kia đưa đường lu mờ gì kén kèo, vì theo đã kè theo bạc vàng dánh dòng. Anh từng là rồng băng đáng lục lam long, sống rớt vào đây nơi lao tù đau khổ, xưa ngựa ô tướng cướp lên bây giờ chung gian. Trong giang hồ anh thuộc hàng râu ria, quân tốt cho đại ca, phần số anh tôm tép ở trên đời, nhưng mộng làm tôm hùm. Đại ca của anh bây giờ nhận tử hình, oai hùng một thời chém mướn và đấm thuê. Anh lớn thì chung trung bình mười mấy cuốn, ông trung kia ông muốn thay tử hình bằng chung thân. Hôm nay chúng ta cho anh hiểu rằng hàng đèn kia vỡ mồm, ôi đời lốm côm anh đau thật lòng, xưa rồng nay tém tôm. Hôm nay chung giam anh đang khóc thầm vì chia xa mái nhà, xa vợ xa con song thân mỏi mòn, đang buồn vì đời anh. Đêm nay buồn anh dội ngồi biển thư, anh gửi trao về em. Đời của anh đã trót đi sai đường, nên giờ này anh buồn. Vài câu mến thương mong rằng là em hiểu, mong nàng ngoài đời không tới làm bia ôm, mong mối nàng thương con cho ăn học tới chốn, không kèo kê ma túy không giang hồ